Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiOne và mình là Quang Hưng. Trong video tuần trước thì mình đã mở hộp và giới thiệu cho các bạn sản phẩm camera wifi ngoài trời F2 FB của iMount. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng sản phẩm camera này nhé. Ở đây mình có chuẩn bị một thẻ nhớ 32GB và mình sẽ gắn vào luôn cho F2 FB để cài đặt cái lưu trữ cho camera này. Khe cắm thẻ nhớ của camera sẽ nằm ở phía dưới và chúng ta sẽ sử dụng tô vít để mở cái nắp đậy này ra. Sau đó chúng ta sẽ gắn thẻ nhớ vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cấp nguồn cho chiếc camera khởi động. Chúng ta sẽ chờ cho đèn LED trạng thái chuyển sang màu xanh lá thì lúc đó camera đã sẽ khởi động xong các bạn nhé. Và lúc này thì camera của chúng ta cũng đã khởi động xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt camera F2 FB này vào trong tài khoản để sử dụng nhé. Chúng ta sẽ mở ứng dụng iMount Live trên điện thoại lên. Ở màn hình chính thì chúng ta sẽ chọn thêm thiết bị. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách thêm, đó là thêm bằng cách quét mã QR, thêm thủ công. Thì ở cách thêm thủ công chúng ta sẽ chọn cái dòng camera cần cài đặt. Sau đó chúng ta sẽ phải nhập chính xác cái thông số seri và mã an toàn vào. Thì để thuận tiện hơn chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là quét mã QR. Chúng ta sẽ quét cái mã QR nằm ở phía dưới camera. Sau khi quét mã thành công thì nó sẽ hiển thị cái thông tin của camera, sau đó chúng ta sẽ nhấn tiếp theo. Lúc này thì ứng dụng sẽ hỏi chúng ta kiểm tra cái đèn LED trạng thái của camera nó đã chuyển sang chế độ xanh lá chưa. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa, sau đó nhấn tiếp theo. Ở đây thì ứng dụng sẽ hỏi cần cái quyền truy cập vào vị trí để lấy cái thông tin Wi-Fi. Chúng ta sẽ cho phép. Chúng ta sẽ nhấn kết nối, chờ cho ứng dụng kết nối đến thiết bị camera. Sau khi kết nối thành công thì chúng ta sẽ thiết lập kết nối Wi-Fi cho chiếc camera. Chúng ta sẽ chọn vào cái mạng Wi-Fi cần kết nối, nhập mật khẩu. Sau đó chúng ta sẽ nhấn lưu mật khẩu và nhấn tiếp theo. Chúng ta sẽ chờ khoảng tầm 2 phút để camera kết nối đến mạng Wi-Fi. Và như vậy thì chúng ta đã cài đặt thành công thiết bị camera F22 FB vào tài khoản của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt một số thông tin cơ bản cho camera ở đây. Đầu tiên đó là đặt tên cho camera. Thì ví dụ chúng ta sẽ đặt cho camera số 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt cái báo động. Thì ở đây chúng ta sẽ bật tính năng phát hiện chuyển động của camera lên. Thì ở trên F2 FB sẽ có cái tính năng là phát hiện con người. Thì khi bật cái tính năng này lên thì chiếc camera này chỉ phát hiện và gửi thông báo khi nó phát hiện ra con người. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn múi giờ hoạt động. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn múi giờ Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh 07. Sau đó chúng ta định dạng ngày và chúng ta nhấn tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi chú cái vị trí lắp đặt của camera. Ví dụ như ở đây nó có một số cái đề xuất sẵn cho chúng ta thì chúng ta chọn ví dụ như cửa hàng. Sau đó chúng ta nhấn xong. Ở đây ứng dụng sẽ đề xuất cái gói iMount Protect giúp chúng ta nâng cao cái bảo mật cho camera cũng như là để sử dụng cái dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên cloud.
Thì ở đây chúng ta sẽ có hai gói, đó là gói Basic thì chúng ta sẽ hỗ trợ là lưu trữ đám mây 7 ngày và chia sẻ cho 10 người sử dụng. Hoặc là sẽ có gói Plus thì thời gian lưu trữ lên tới 30 ngày và chia sẻ cho 20 người sử dụng. Thì chúng ta có thể đăng ký và phải trả phí để sử dụng cái dịch vụ này các bạn nhé. Lúc này thì camera chúng ta vừa cài đặt sẽ hiển thị ở đây. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ phải định dạng cái thẻ nhớ để có thể lưu trữ cái video trong thẻ nhớ này. Chúng ta nhấn vào định dạng. Như vậy là chúng ta đã định dạng xong thẻ nhớ. Thì dữ liệu ở trong thẻ nhớ đã được xóa và sẽ bắt đầu lưu trữ các cái video trong của camera quan sát. Thì để đi vào cái chế độ xem trực tiếp, chúng ta sẽ nhấn vào camera. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái tính năng. Ví dụ như chúng ta đang ở chế độ là xem một màn hình, thì trong trường hợp chúng ta có nhiều cái camera khác nhau thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ là xem 4 khung hình cùng một lúc. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có chọn chế độ hình ảnh ở độ phân giải khác nhau. Thì ở trong trường hợp mà tín hiệu kết nối yếu thì chúng ta có thể chuyển sang cái độ phân giải thấp hơn để có thể xem hình ảnh một cách nó mượt mà hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một nút bật tắt âm thanh của camera ở đây. Alo alo. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một phím để vào cái chế độ xem toàn màn hình. Và dưới đây thì chúng ta sẽ có một số công cụ khác, ví dụ như là chụp lại cái khung hình của camera hay là ghi hình lại cái khung hình của camera. Và cuối cùng đó là tính năng bật đèn trợ sáng. Thì khi chúng ta bật lên thì đèn trợ sáng của camera nó sẽ sáng lên như vậy. Thì ở giữa đây chúng ta sẽ có xem lại lịch sử ghi của hình của camera. Thì ở đây chúng ta đang xem lại lịch sử ghi hình của thẻ nhớ. Thì chúng ta có thể chọn ngày và khung giờ để xem lại. Ở tiếp theo đây thì chúng ta sẽ có tính năng là chia sẻ thiết bị cho người thân. Thì chúng ta sẽ chọn vào thiết chia sẻ thiết bị. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ bằng mã QR code. Chúng ta sẽ chọn các cái quyền mà chúng ta muốn chia sẻ đến cho cái người dùng. Sau đó chúng ta nhấn hoàn tất. Thì lúc này ứng dụng sẽ tự tạo ra một cái mã QR code và chúng ta sẽ chia sẻ cái mã QR code này cho người thân để họ có thể vào truy cập vào camera. Hoặc là chúng ta có thể chọn vào tính năng thêm người dùng cụ thể vào đây, thì chúng ta chỉ cần nhập cái tài khoản chúng ta muốn chia sẻ vào đây thì người dùng đó sẽ quan sát được chiếc camera F2 FB của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cài đặt xong thiết bị camera F2 FB này vào trên điện thoại để quan sát. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc thì các bạn có thể để ở dưới phần bình luận. Link mua sản phẩm này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp để lên tổng đài tư vấn miễn phí 1800 0047 để được hỗ trợ từ các chuyên viên tư vấn của DigiOne. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.